Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân nước này đang tiến tới phía đông biển Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel sau khi chính phủ Israel chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh và bật đèn xanh cho các hành động quân sự quan trọng để trả đũa Hamas. Thông tin từ báo An ninh Thủ đô, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, chở theo khoảng 5.000 thủy thủ và bom chứa đầy máy bay chiến đấu. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ được hộ tống bởi các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường. Các quan chức cho rằng sự hiện diện của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ nhằm mục đích ngăn chặn Hezbollah ở Lebanon và các nhóm vũ trang khác liên kết chống lại Israel. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang thực hiện các bước để tăng cường sự hiện diện của các máy bay chiến đấu trong khu vực, bao gồm các phi đội F-35, F-15, F-16 và A-10. Nước này đã triển khai một số máy bay loại này với Trung Đông trong những tháng gần đây để phản ứng trước động thái của các lực lượng Iran trên khắp khu vực, bao gồm cả ở Syria và Vịnh Oman. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 10 cảnh báo rằng đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào thù địch với Israel khai thác các cuộc tấn công này để trục lợi. Hamas, giống như Hezbollah, đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Israel liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngày 8 tháng 10, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sự hỗ trợ bổ sung của Mỹ đang được chuyển tới Israel. Ông Biden một lần nữa bày tỏ sự cảm thông với những người mất tích, bị thương và thiệt mạng, đồng thời thảo luận về những nỗ lực nhằm đảm bảo không có đối thủ nào khác của Israel lợi dụng tình hình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ giữ liên lạc trong những ngày tới. Một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 10 nói rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc tấn công vào Israel cuối tuần qua hay không, nhưng chắc chắn Hamas được Iran tài trợ và trang bị vũ khí. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẵn sàng giúp ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hamas và giảm bớt căng thẳng đã leo thang sau những sự kiện gần đây. Cuộc tấn công do lực lượng Hamas tiến hành nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 đi kèm với một loạt vụ phóng tên lửa. Nhiều quả trong số đó đã lọt qua hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel và đánh trúng mục tiêu. Hệ thống phòng không vòm sắt của Israel được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới, nhưng nó dường như đã không thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc tấn công tên lửa của Hamas hôm 7 tháng 10. Bình luận về hiệu quả của hệ thống vòm sắt, nhà sử học quân sự và giám đốc bảo tàng lực lượng phòng không Nga Yuri Knutov cho hay, mặc dù đây là một hệ thống phòng không tiên tiến và tinh vi, nhưng nó cũng có những nhược điểm và có thể bị đối phương khai thác. Đầu tiên, một khẩu đội vòm sắt chỉ có thể bảo vệ một khu vực tương đối nhỏ, khoảng 150 km2. Thứ hai, vòm sắt cực kỳ hiệu quả khi đối phó với một số lượng ít các mục tiêu đang lao tới. Tất cả đều tiếp cận từ cùng một hướng. Ông Knutov nêu quan điểm, trong trường hợp có một cuộc tấn công dữ dội hơn với ít nhất khoảng 100 quả tên lửa, vòm sắt thường không hiệu quả như kỳ vọng và có tới 90% số tên lửa vượt qua nó và tấn công các mục tiêu đã định. Nhà sử học người Nga cho rằng các chiến binh Hamas đã cố tình phóng nhiều loạt tên lửa từ nhiều hướng khác nhau để áp đảo hệ thống vòm sắt của Israel. Cụ thể, ông Knutov cho biết, khi hệ thống vòm sắt chặn loạt đạn đầu tiên, nó không thể đối phó với loạt đạn thứ hai được bắn sau loạt đạn đầu tiên gần một phút. Do đó, tên lửa từ loạt thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ tiếp cận mục tiêu của chúng mà không bị cản trở. Hơn nữa, một tên lửa đánh chặn của vòm sắt có giá ít nhất 20.000 USD, trong khi tên lửa mà Hamas sử dụng, mối đe dọa mà các hệ thống vòm sắt thường xuyên phải đối phó, chỉ có giá khoảng 2.000 đến 3.000 USD mỗi quả. Dù vậy, ông Knutov đánh giá cao khả năng của đơn vị radar của vòm sắt và tên lửa đánh chặn mà hệ thống phòng không này sử dụng, cho rằng cả hai đều khá thú vị. Ông cũng lưu ý rằng, vòm sắt có thể xác định liệu một tên lửa đang bay tới có gây ra mối đe dọa cho khu vực đông dân cư hoặc cơ sở quân sự hay không và tránh lãng phí đạn vào một quả đạn có thể rơi xuống khu vực hoang vắng. Được nhà thầu quốc phòng Rafael Advanced Defense System của Israel phát triển vào cuối những năm 2000, vòm sắt được triển khai lần đầu tiên vào năm 2011 và kể từ đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tích cực sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Vòm sắt được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo và đạn pháo bắn từ khoảng cách 4 đến 70 km. Một khẩu đội vòm sắt thường bao gồm một vài đơn vị phóng, mỗi đơn vị có khoảng 20 tên lửa đánh chặn, một đơn vị radar và một đơn vị điều khiển. Quân đội Israel cho biết,
90% tên lửa bay tới không phận Israel đã bị vòm sắt phá hủy. Tuy nhiên, còn 10% đã vượt qua nó. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng số lượng lớn đạn pháo rocket bắn vào Israel có thể khiến hệ thống vòm sắt bị quá tải. Trong nhiều năm, Hamas đã cố gắng tìm ra điểm yếu trong hệ thống vòm sắt. Trong cuộc tấn công mới nhất, lực lượng này đã áp đảo vòm sắt bằng một cuộc tấn công tên lửa Stavro. Nhiều tên lửa được phóng trong một khoảng thời gian ngắn, khiến hệ thống này không thể đánh chặn tất cả các mục tiêu. Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog ngày 8 tháng 10 cho hay, lực lượng Hamas đã bắn hơn 4.000 quả rocket vào Israel, nhiều hơn số lượng họ đã bắn trong 10 ngày của đợt xung đột 2 năm trước. Trong khi đó, phía Hamas nói rằng hơn 5.000 tên lửa và đạn pháo đã được bắn đi trong khoảng 20 phút. Việc Hamas ồ ạt phóng tên lửa và bắn đạn pháo trong khoảng thời gian ngắn dẫn đến việc hệ thống vòm sắt bị choáng ngợp sau khi xả hết đạn trong loạt bắn chặn đầu tiên và để mở hệ thống phòng thủ khi bắt đầu nạp loạt đạn tiếp theo. Do vậy, nhiều tên lửa của Hamas đã bắn trúng mục tiêu. Theo báo Wall Street Journal WSJ, lực lượng vũ trang Hamas vốn bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Nhóm này đã kiểm soát giải Gaza từ năm 2007 và từ đó tiến hành 4 cuộc chiến chống lại Israel. Hamas được Iran hậu thuẫn và cũng đang hoạt động ở bờ Tây, có mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online. Hamas sử dụng mạng lưới đường hầm dưới biên giới Ai Cập Gaza để buôn lậu vũ khí và vật tư dùng để chế tạo hàng nghìn quả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, Hamas chỉ có một lượng nhỏ máy bay không người lái và lực lượng phòng không của Israel có thể vô hiệu hóa phần lớn mối đe dọa này. Sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát giải Gaza vào năm 2007, Israel tuyên bố đây là thế lực thù địch, đồng thời áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt bao gồm cắt điện, hạn chế nhập khẩu và đóng cửa biên giới. Các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vẫn tiếp tục, ngược lại Israel cũng tấn công vào giải Gaza. Trước khi xảy ra giao tranh ngày 7 tháng 10, lần gần nhất hai bên xảy ra xung đột toàn diện là vào năm 2021. Sau nhiều tuần leo thang đối đầu ở thủ đô Jerusalem của Israel, trong đó có vụ lực lượng an ninh Israel đột kích vào khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Đây là thánh địa linh thiêng thứ ba của đạo Hồi. Khi đó, cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine ở Al-Aqsa dẫn đến việc Hamas bắn một loạt tên lửa vào Israel. Đáp lại, Israel phát động chiến dịch không kích khiến hơn 250 người ở giải Gaza thiệt mạng. Phía Israel cũng mất 14 thường dân và một binh sĩ. Trong thời gian căng thẳng, leo thang, Israel đã phá hủy một tòa nhà cao tầng ở Gaza, nơi đặt văn phòng của một số hãng tin như AP hay đài Al Jazeera. Giao tranh năm 2021 kết thúc sau 11 ngày với lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Trong một cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Hamas đổ lỗi cho hành vi xúc phạm nhà thờ Al-Aqsa từ phía Israel. Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà phía Israel gọi là núi đèn ở đông Jerusalem là một trong những địa điểm bị tranh chấp khốc liệt nhất trên thế giới. Do đó, Hamas gọi vụ tấn công mới là chiến dịch bão Al-Aqsa. Nhóm vũ trang kêu gọi người Palestine tham gia chiến dịch, đồng thời tuyên bố mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Vào cuối năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập nhóm, các lãnh đạo của Hamas đã dự đoán về một cuộc đối đầu công khai với Israel vào năm 2023. Thông tin từ báo Dân Việt, Israel và nhóm vũ trang Hamas của Palestine đang mắc kẹt trong một cuộc xung đột leo thang khiến gần 1.000 người thiệt mạng chỉ trong hơn một ngày. Ngày 7 tháng 10, Hamas đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel, làm nổ tung nhiều phần hàng rào ngăn cách kiên cố của đất nước và đưa các chiến binh vào các cộng đồng Israel dọc biên giới Gaza. Động thái này khiến chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo về một cuộc chiến tranh lâu dài và khó khăn. Máy bay phản lực của Israel đang ném bom giải Gaza, san bằng các tòa nhà cao tầng và các khu dân cư. Nhưng Hamas, nhóm trung tâm gây ra tất cả điều này là gì? Hamas là một phần của liên minh khu vực bao gồm Iran, Syria và nhóm Hezbollah ở Lebanon, vốn phản đối chính sách của Mỹ đối với Trung Đông và Israel. Hamas và Hồi giáo Jihad, nhóm vũ trang lớn thứ hai trong khu vực, thường đoàn kết chống lại Israel và là những thành viên quan trọng nhất của phòng hoạt động chung điều phối hoạt động quân sự giữa các nhóm vũ trang khác nhau ở Gaza. Mối quan hệ giữa hai nhóm trở nên căng thẳng khi Hamas gây áp lực lên nhóm Jihad Hồi giáo để ngăn chặn các cuộc tấn công chống lại Israel. Osama Hamdan, phát ngôn viên cấp cao của Hamas, nói với Al Jazeera rằng nhóm này không tấn công dân thường, mặc dù các video của chính nhóm này cho thấy các chiến binh của họ bắt giữ những người Israel lớn tuổi làm con tin trong cuộc giao tranh hôm thứ Bảy. Các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng chỉ ra rằng thường dân Israel đã bị Hamas sát hại. Nhưng Hamdan nhấn mạnh rằng
nhóm này chỉ tấn công những người định cư sống trong các khu định cư bất hợp pháp, những người mà ông mô tả là mục tiêu hợp pháp. Bạn phải phân biệt giữa người định cư và thường dân. Những người định cư đã tấn công người Palestine, Hamdan nói. Khi được hỏi liệu dân thường ở miền nam Israel có được coi là người định cư hay không, Hamdan nói, mọi người đều biết ở đó có những khu định cư. Chúng tôi không cố ý nhắm vào dân thường. Chúng tôi đã tuyên bố những người định cư là một phần của sự chiếm đóng và một phần của lực lượng vũ trang Israel. Họ không phải là thường dân, ông nói thêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.